bà tính đó, 30 cộng đi 40 bằng 70. Chín mươi thì viết cái số không nó rời ra sao viết dính vô vậy? Ông này cũng vậy, gì mấy cái này cũng biết rồi, mấy cái này nó biết hết rồi. Số 8 viết cho nghe rồi con. Bởi vì nó khoái học chứ cái nào mà mày thử nó không biết thôi. Mày kêu nó mày học... đưa mấy cái bài nó không biết thử coi. Nó học bài toán đố coi. Không biết không mà cô Lân dạy con biết rồi. Đâu rồi nó mày đố nó đi. Có gì đây? Một thùng có 40 hộp bánh, người ta xếp thêm vào thùng đó 10 hộp bánh nữa. Hỏi trong thùng lúc này có tất cả bao nhiêu hộp bánh? Số gì ta? Số hộp thùng. Rồi hỏi tất cả là như sao? Số hộp bắn hỏi tất có tất cả là chứ không được là bao nhiêu nha. Cô Linh nó không dạy ta nghe mà tất cả là thôi. Là cái gì con? Dạ, làm khóe cộng. Đúng rồi. Hộp đúng ta là thôi, còn tao là tất cả là bao nhiêu một bánh. Còn tao thấy cô vậy là tất cả là thôi, không có để bao nhiêu. Nãy vậy một lần nó hiểu rồi. Cô Linh mới dạy có 4 này. Tại vì cô Linh mới dạy mấy cái bài mà cô cho trên trường đó. Mà cô dạy hết chưa con? Dạ hết rồi. Vậy nó biết hết trơn. Nó biết đó là nói vô học mở. Có tất cả là nó lấy sách ra thì hai cho học nó mà muốn nó mang về để cho toán á. Có. Toán nó làm trực tiếp chẳng luôn. Của sách toán đó phải không? Dạ. Đó nó kêu làm trực tiếp em mai mốt về con cho. Có. Chứ giờ mẹ cứ cho nó làm ở ngoài sao nó hiểu. Để cho nó học như thế này nè. Còn không có thì mua người khác. Dạ. Thì con là con cho học hết chương trình lớp 2 rồi. Con này cũng vậy, hết chương trình lớp 1 học trong trực tiếp lớp 1 luôn. 40 cộng 10 cộng 10 đó, nó đang học trực tiếp trong sách kỳ 2 đó. Mai mốt đây là lớp kia là lớp lớp khác. Con thể cho Linh cho bạn biết chưa? Coi chồng A Bác rồi. 50 gì con? Bằng hộp 50 học bán. Giờ còn có một cái là phải tập thể dục cho nó bớt đi. Không xuống thì nó có vẻ Tôn đâu rồi? Nó có ăn bánh không? Ăn bánh tráng rồi. Có bịch bánh
chán bệnh á, rút mày qua mày ăn cho nó ăn. Con chán nó phô mai, đâu có dầu mỡ gì đâu. Làm phô mai. Mua một bịch bự. Bữa hổm ăn qua đây nè, đây ăn đâu, không có ăn. Hổm ta mua một chục bịch của cái con đó rồi. Ớt. Dầu mỡ ăn. Thằng đó đi đâu ạ? Thằng đó chờ la làng luôn mà chưa chắc da hẳn. Trời ơi, mày chưa thấy đâu, ở nhà nó mệt, nó biết có một trang thôi. Mà nó biết tiếng Anh chưa? Mấy tiếng Anh sách thì một, hai, trường bán, anh ta nói mẹ. Mẹ ông cho nó biết về để làm gì? Rồi ba cái sách tập viết lớp thì một á. Nó lôi ra nó cho biết hết. Wow, khoét cộng. Nhưng mà quà khoét cộng, nhưng mà không có màu. Ai nhà mình có màu. Đó, kết quả bé hơn 80 là kết quả nào bé hơn 80 đâu chỉ gì? 80. 80 là cái này. Bé hơn 80. Bé hơn 80 hả? 10 là nào. 50 thì 60. Đúng rồi, mốt tô màu vô cái đó. Đúng không? Thì đúng. Rồi. Còn thêm tiếng ăn nữa là xong. Mẹ. Vậy á hả? Gì đây? Đâu? Đọc coi. Không biết gì luôn á, tiếng Anh con không biết. Sao không biết? Mình là vợ tiếng Anh, mốt cho nó học. Ghi gì, chữ gì? Biết được rồi, chứ đâu biết chữ gì. It's a car. It's a car là cái gì? It's a car hả? It's a car. Là chiếc xe. Xe hơi. Xe hơi. Nó là một chiếc xe hơi. Một chiếc xe. Con ghi chữ A. Xích ra xa nè, để không có được dính vậy nè. Thấy người ta đâu có viết dính vô đâu, thấy không? Dạ, con viết nó gần. Nó hơi xa. Nó viết hơi. Học bài này xong mình đọc bài. Giỏi không? Tự ghét. Cắt ta gãy hả? Thì bây giờ báo tóc con nha. À, nhưng mà hết để cho đẹp. Thôi viết. Ơi lộn. Nghe không? Vừa viết vừa nói chuyện nó vậy. Đâu nữa tôi chưa nuốt nữa hả con? Nhà hết xào luôn nha con. Tóc nó nhuộm hướng gì. Nó dính ra ngoài sau cái đầu anh á. Em thấy tóc không? Phủi anh coi. Gào anh sạch. Trời ơi chết rồi nè. Tóc không nè hàng chi. Này cái đầu sạch sẽ gào luôn. Nè trời ơi. Ba thằng Minh gào một đầu, con mua cái bột kết con ấy cho gọi hết nữa. Cái gì? Gạo. Nó chốc lên mãi mà không, mãi sạch hết luôn. Giờ gọi bột kết không, gọi xà bông nữa. Tóc mày muốn ấy nên mày mua bột kết cho mày gọi. Về con ấy lên. Không có xà bông nào. Không có xà bông nào mà qua bột kết. Rướng lên đâu, xong tao giả cho tao gọi. Ừ. Con rang lên con nấu cho thiệt. Kẹo lên gọi 2 ngày con nấu khác, con mua 2 lạng bánh để dành cho lộn. Sập đây nè, trụ gạo nó bông lên đây nè. Không có xà bông nào mà xà bông mua clear đâu. Dầu bưởi đồ các kiểu đâu có hết. Gọi như thế này hết trơn rồi nè. Mấy trăm ngàn. Mà mua 40 ngàn gọi được hết. Mày ra chi mày bỏ bếp ra mày để cái miệng đi mày nướng. Mày nướng mà giả ra. Người ta kêu nướng không mà vợ con cũng chơi. Con bỏ lên cái nồi con ra xong chén nướng dụng nấu nó cho ra hết cái bỏ vô chai gọi 2 ngày cho hết nấu khác. Mới gọi 2 ngày thôi là cái đầu sạch bách luôn. Tự nó bông gạo dưới tự động nó bông mãi mãi nó nổi lên đầu vậy nè. Phủi nó ra thôi.
bà lễ bà gái. Người đó hợp nó ra, người đó không hợp. Tiếng Anh con biết apple lại, hả ba lại, ơi lái. Apple mà lá liền. Viết chữ đẹp. Apple mà lì là cái gì? Mà lá lì là cái chuối á. Mà lá lì là cái chuối. Má lì hả? Banana chứ không phải banana lì. Banana hả? Trời, nói tiếng Anh cho bà nghe coi. Trời, ra tao củi đi. Cái chuối là gì? Monkey. Monkey. Apple. Cái bài lớp 1 á, cô Apple. Nói là cô dạy được cái trái táo mà không biết mà. Apple. Mà lớp 1 mà nếu mà cô đi học mẫu giáo là lớp 12 mà học qua cái Monkey. Monkey là gì? Monkey là con khỉ. Ừ. Con khỉ. Hả? Đó. Giờ giờ được giờ chưa? Tới 11 giờ luôn. Mệt cái hạng luôn. Đó. Đó, đó. Rồi giờ không thay đồ ra hả chị ba? Đi. À đi. Rồi. Dạ học mẹ làm nha. Chị ba vô thay đồ ra đi chị ba. Dễ hành động.